tháng 12 năm 2022. Phan Minh Quân từng giành những huy chương ở giải trẻ toàn quốc 2014, 2015 và 2017. Những khán giả của VSP Pro đã quen thuộc với màn trình diễn rất ấn tượng của Phan Minh Quân trước Bùi Việt Hoàng. Một trận hòa và cũng được đánh giá là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất của VSP Pro kể từ thời điểm bắt đầu tới ngày hôm nay. Và đối thủ của Phan Minh Quân, võ sĩ Nguyễn Khắc Dũng, một tay đấm còn mới bắt đầu thi tập luyện và thi đấu boxing được 3 năm. Tay đấm Nguyễn Khắc Dũng có thể được xem là một tân binh hoàn toàn mới, không chỉ về mặt kinh nghiệm mà Nguyễn Khắc Dũng, đối với Nguyễn Khắc Dũng đây là trải nghiệm thi đấu boxing nhà nghề đầu tiên. Trận đấu ở hạng 63,5 kg, Phan Minh Quân góc đài đỏ và Nguyễn Khắc Dũng góc đài xanh. Phan Minh Quân là một cái tên quen thuộc ở VSP Pro. Tay đấm sinh năm 1999 từng xuất hiện tại sự kiện Fortune of War vào tháng 12 năm 2022. Và ở VSP Pro 2 vào tháng 2 vừa qua, anh đã có một trận hòa nảy lửa trước đại diện của Hà Nội Boxing Academy Bùi Việt Hoàng. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với những diễn biến, cũng chờ đợi những diễn biến của VSP Pro. Sàn đấu VSP Pro được thiết kế để chào đón những võ sĩ trẻ, những tay đấm từ cả những sàn đấu phong trào lẫn các võ đài nghiệp dư có thể đến với boxing chuyên nghiệp. Phan Minh Quân đã từng có một chiến thắng trong một trận giao hữu tại The Fortune of War năm 2022, khi anh đã khiến một trong những tay đấm kỳ cựu đã xuất hiện trong chuỗi sự kiện của VSP Boxing là Mark John Jack đã phải tạm nghỉ thi đấu khi dính một vết cắt từ các cú đấm của Phan Minh Quân. Và trong ngày hôm nay thì Phan Minh Quân sẽ tiếp đón một đối thủ được đánh giá là dễ dàng hơn rất nhiều. Trận đấu đầu tiên, Phan Minh Quân góc đài đỏ và Nguyễn Khắc Dũng góc đài xanh. Xét về cả kinh nghiệm từ cả những sàn đấu nghiệp dư và cả những sàn đấu chuyên nghiệp thì Phan Minh Quân đang là người có lợi thế hơn rất nhiều. Trọng tài đã phải nhắc nhở cả hai võ sĩ phải tích cực tấn công. Các khán giả đang yêu cầu Phan Minh Quân phải tích cực thi đấu hơn. Có lẽ Phan Minh Quân đã nhận thấy được chênh lệch về từng bước di chuyển của mình trước đối thủ Nguyễn Khắc Dũng, khiến anh
quyết định có phần hơi nương tay. Vừa rồi là câu trả lời của Nguyễn Khắc Dũng. Một cú chạm khiến Phan Minh Quân phải lùi lại và chắc chắn rằng Minh Quân lúc này sẽ phải tích cực tấn công nhiều hơn. Một đòn đấm rất mạnh tới từ Phan Minh Quân. Chúng ta có thể thấy sự chênh lệch rõ ràng. Thêm một tình huống mọc tốt nữa tới từ Phan Minh Quân. Dường như chúng ta sẽ có thể thấy được những khoảng thời gian áp đảo của Minh Quân sau những diễn biến đầu tiên vừa rồi. Đây mới chỉ là nửa đầu của hiệp 1 mà thôi. Chúng ta đã có thể thấy được những vết thương trên mặt của Nguyễn Khắc Dũng sau những tình huống tấn công ban đầu vừa rồi. Minh Quân dường như đang muốn để cho đối thủ có nhiều thời gian thể hiện hơn. Động thái rất khiêu khích. Rõ ràng những tình huống tấn công của Minh Quân là đủ để cho Nguyễn Khắc Dũng phải e dè trong các tình huống áp sát. Phan Minh Quân có thể được xem là đại diện xuất sắc nhất của Magic Boxing đã và đang xuất hiện tại sàn VSP Pro. Cả Phan Minh Quân và Nguyễn Khắc Dũng đều đang tìm kiếm những trận thắng đầu tiên trên sàn đấu sinh chuyên nghiệp. Rõ ràng với Phan Minh Quân đây là cơ hội tốt nhất dành cho anh kể từ khi đối đầu với các võ sĩ được xem là chuyên nghiệp. Một trận đấu, một thế trận hoàn toàn một chiều mà chúng ta đang được chứng kiến sau hiệp thi đấu đầu tiên. Biến vừa rồi, chúng ta có quyền hy vọng rằng Phan Minh Quân sẽ giải quyết trận đấu này nhanh hơn. Một tình huống bật vào móng trái rất nhanh của Phan Minh Quân. Đang so với đối thủ trước đó là Bùi Việt Hoàng tới từ Hà Nội Boxing Academy thì Nguyễn Khắc Dũng là một võ sĩ không khó có thể mang lại nhiều nguy hiểm đối với Phan Minh Quân. Quân đang thi đấu rất thoải mái, trong khi đó Nguyễn Khắc Dũng vẫn chưa thể có được một cự ly ra đòn thích hợp. Rất may mắn cho Nguyễn Khắc Dũng khi móc trái vừa rồi của Minh Quân không đi trúng đích và quá nhiều sát thương. Dũng đã có được những tình huống tấn công chính xác đầu tiên, nhưng như thế là chưa đủ để khiến Phan Minh Quân e dè. Minh Quân vẫn đang thi đấu rất tự tin. Tình huống móc trái không quá uy lực của Phan Minh Quân. Rõ ràng anh muốn để cho đối thủ có nhiều không gian thể hiện hơn. Ép đài và một cú body shot rất mạnh của Phan Minh Quân. Rất thoải mái và tự do. Phan Minh Quân lúc này như đang nhảy múa trên sân khấu với đối thủ vậy. Lúc
này thì chúng ta đang chờ đợi những tình huống tấn công của Phan Minh Quân, tình huống ra đòn đáp trả của Nguyễn Khắc Dũng. Rất khó để khiến Phan Minh Quân phải rơi vào tình thế nguy hiểm, mặc dù Nguyễn Khắc Dũng đang là rất chủ động tìm cách tấn công. Một cú uppercut đầu tiên. Combo 552, chính xác là 554 của Phan Minh Quân đang khiến cho Nguyễn Khắc Dũng hoàn toàn bị động. 4 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Rất khó cho Nguyễn Khắc Dũng. Và như vậy hiệp thi đấu thứ hai đã kết thúc. Thi đấu thứ 3, chúng ta cùng chờ đợi những nỗ lực tiếp theo của Nguyễn Khắc Dũng. Bây giờ dường như người quyết định hoàn toàn thế trận sẽ là Phan Minh Quân. Minh Quân lúc này thay vì chọn đứng ở cự ly tầm xa đã bắt đầu áp sát. Quân dường như đang muốn cho đối thủ thể hiện nhiều hơn. Dù là một võ sĩ trẻ và chưa có thành tích ở các giải vô địch quốc gia, nhưng Phan Minh Quân đã có rất nhiều trải nghiệm đối với các trận đấu chuyên nghiệp. Đặc biệt tại VSP Pro 2 thì Minh Quân đã có một trận đấu có thể xem là hay nhất của VSP Pro kể từ thời điểm bắt đầu khởi tranh cho tới ngày hôm nay, một trận đấu với tay đấm Bùi Việt Hoàng đến từ Hà Nội Boxing Academy. Lúc này thì Phan Minh Quân đang muốn mời gọi đối thủ ra đòn bằng tư thế thủ hai gạt này. Body shot. Những cú đấm của Nguyễn Khắc Dũng rất khó có thể đi được trúng đích hoàn toàn. Một combo rất đẹp kết thúc bằng những cú body shot. Lúc này thì thể lực của Nguyễn Khắc Dũng đã giảm đi rất nhiều rồi, sau khi anh bị Phan Minh Quân ép phải ra đòn trong các tình huống giữ cự ly gần như thế này. Đây đã là thi đấu thứ 3 và 20 giây cuối cùng. Một cú móc rất mạnh, tiếp tục là một cú rất mạnh của Phan Minh Quân. Phan Minh Quân dường như đang chơi đùa với đối thủ. 10 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 3 và Nguyễn Khắc Dũng rất khó để tung ra được thêm một đòn đấm nào nữa.
Và dường như Nguyễn Khắc Dũng đã quyết định muốn xin dừng trận đấu. Như vậy theo như những diễn biến mà chúng tôi có thể quan sát được từ võ đài thì Nguyễn Khắc Dũng đã chủ động xin dừng trận đấu và xin chúc mừng Phan Minh Quân đã có một chiến thắng knock out kỹ thuật ở tại VSV Pro 4 lần này. Một trận đấu rất dễ dàng đối với tay đấm tới từ Magic Boxing. Xin gửi lời cảm ơn tới Nguyễn Khắc Dũng cho sự can đảm của anh khi dám bước lên sàn đấu boxing chuyên nghiệp với một đối thủ có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn như Phan Minh Quân. Bây giờ chúng ta đang chờ đợi kết quả cuối cùng được trọng tài tuyên. Bây giờ chúng ta sẽ đến với kết quả chính thức của trận đấu này. Chiến thắng nó vào kỹ thuật TKO thuộc về Phan Minh Quân. Xin chúc mừng Phan Minh Quân đã có được chiến thắng đầu tiên tại VSP Pro. Và cũng xin cảm ơn đối thủ của anh, Nguyễn Khắc Dũng, đã có trải nghiệm đầu tiên.